Xin chào tất cả các bạn đã đến với chương trình của công ty du học Tâm Đại Dương. Và trong chương trình hôm nay thì công ty du học Tâm Đại Dương cũng xin giới thiệu với các bạn thông tin về du học tại đất nước Singapore. Và trong chương trình này thì công ty Tâm Đại Dương xin giới thiệu với các bạn về trường AAC tại Singapore. Thì trường AAC hiện được coi là một thương hiệu quốc tế khá quen thuộc vì là một tập đoàn giáo dục đặc thù với những hoạt động lớn cũng như là có kinh nghiệm hơn một thế kỷ và tiêu chuẩn cao. Đây là một tập đoàn hình thành tại Úc và mang lại nhiều niềm kiêu hãnh cho đất nước này. Và tập đoàn Academies Australasia đã hoạt động hơn 105 năm và là tập đoàn giáo dục hàng đầu với hơn 17 phân viện tại New South Wales, Victoria tại Úc và chủ yếu là ở Sydney, Melbourne, Adelaide, Perth hoặc là Brisbane, Gold Coast và đất nước Singapore. Vậy lý do tại sao các bạn nên lựa chọn học tại trường AAC? Thì trường AAC được hoạt động tại Singapore là để sinh viên có cơ hội được học theo chương trình tại trường AAC mà không cần phải qua Úc du học. Và tiếp theo, đối với khóa học chuyên ngành về quản trị thì chương trình đào tạo chứng chỉ sẽ đào tạo trong vòng 6 tháng, chương trình cao đẳng là 6 tháng và chương trình cao đẳng nâng cao cũng là 6 tháng. Với khóa học về chuyên ngành marketing, về du lịch hoặc là kế toán thì chương trình đào tạo về chứng chỉ sẽ học trong vòng 6 tháng, chương trình cao đẳng cũng sẽ học trong vòng 6 tháng và chương trình cao đẳng nâng cao đào tạo trong vòng 6 tháng. Và cuối cùng đó là khóa học về luyện thi Cambridge, chương trình O-Level với thời gian đào tạo là từ 6 tháng cho tới 24 tháng. Trường AAC thì nằm trên đường Middle Road, trong khu vực nhiều trường học của thành phố. Đất nước Singapore thì hiện đang phát triển rất nhanh chóng như là một nơi giáo dục lý tưởng dành cho các bạn du học sinh. Sinh viên du học tại Singapore, tại trường AAC, nếu tiếp tục chương trình học của mình tại Úc thì sẽ được thừa nhận qua những tín chỉ mà họ đã đạt được ở tại trường AAC ở Singapore. Và sinh viên hoàn tất khóa học tại trường AAC thì có thể chuyển tiếp lên các trường thuộc hệ thống Academies Australia tại Melbourne hoặc là Sydney hoặc tại các trường đại học đã liên kết với nhà trường tại Úc. Visa Singapore Úc thì nhà trường sẽ hỗ trợ xin thư mời nhập học và visa cho sinh viên. Và điều kiện nhập học tại trường AAC, đầu tiên các bạn phải tối thiểu là 15 tuổi và phải vượt qua được bài kiểm tra tiếng Anh với level 3. Điểm IELTS là tương đương 5 chấm. Nhân đây thì Tân Đại Dương cũng xin chia sẻ với các bạn về chương trình đào tạo tại trường AAC. Đầu tiên đó là đối với khóa học tiếng Anh thì sẽ có chương trình học nửa ngày và cả ngày. Thời gian sẽ là dao động từ 3 tháng, 6 tháng hoặc là 12 tháng. Đối với chương trình đào tạo IELTS thì các bạn có thể lựa chọn học nửa ngày hoặc là nguyên ngày. Thời gian đào tạo sẽ từ 3 cho tới 6 tháng. Thứ ba đó là chương trình luyện thi vào trường công thì thời gian đào tạo sẽ từ 3 cho tới 6 tháng. Và khóa học chứng chỉ Business Study thì thời gian học sẽ là 6 tháng. Và đối với chuyên ngành về quản trị, khách sạn, du lịch, chương trình cao đẳng sẽ đào tạo trong vòng 9 tháng. Chương trình cao đẳng nâng cao sẽ là 9 tháng lý thuyết cộng với 6 tháng thực tập. Và để biết thêm thông tin về trường AAC hoặc là các bạn muốn được hỗ trợ thêm về thủ tục cũng như hồ sơ và được tư vấn về học phí của trường thì các bạn hãy liên hệ ngay với công ty du học Tân Đại Dương qua các địa chỉ sau: chi nhánh quận nhất, mặt tiền 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận nhất, số điện thoại là 0838448879, và chi nhánh tại quận 5, địa chỉ là 902 đường Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, số điện thoại là 0838382080, và tại chi nhánh Nha Trang là số 7 đường Mê Linh, phường Phước Tiến, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, số điện thoại là 0583514036. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó, đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ. Chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ. Hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học, du lịch Mỹ. Khai giảng hàng tháng các lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán. Đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890.
website www.tandaiduong.edu.vn.